ngày. Thời tiết hôm nay thì rét quá, đêm qua gió mùa về, sáng nay lại có mưa nên là sáng nay thời tiết nó rất là rét. Nhưng mà nãy tôi xuống để kiểm tra thì ở trên thì vẫn rét, gió rất là lạnh, nhưng mà sờ tay xuống nước thì nước vẫn ấm, như vậy là vẫn còn có thể câu được. Cái thời tiết lạnh mà rét như này thì câu được cá nó cũng rất là khó, và cá thiểu thì ban ngày nó không vào bờ đâu, nó ít khi vào bờ lắm, nó hay theo đàn ăn ở khá xa. Bây giờ để tìm cách mà nhử được đàn thiểu ấy thì tôi dùng thêm cái này là cái cám sống để tôi nhử tép. Ví dụ được tép vào thì đàn thiểu nó vào săn mồi thì đúng như bọn tôi sẽ câu. Giờ đến cá rồi nha. Đúng như trong dự đoán ấy, là cá sẽ vựa rất nhiều ở cái eo lặng gió này. Nhưng mà vừa rồi bắt được 2-3 con cũng sạch mất 2-3 con rồi. À, còn con này nữa thì không có cái nào. Do bị sẩy cá vài lần nên ở cái eo lặng gió cá nó bỏ đi rồi. Bây giờ chúng tôi tập trung quay kín cái bãi cỏ. Cường Seven thì lên con Bơ Phi, còn bên kia thì Chú Tướng đang lên con mẻ trắng. Cá ngao thì vẫn chưa thấy đâu, anh em có vẻ cũng đang rất là căng thẳng, nhưng thôi phải kiên trì mai phục. Với thời tiết như này thì có thể là cá nó ăn chậm. Ôi mất rồi.